Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của Minh TQ Tools. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong cái khung giờ quen thuộc 19:30 nha. Và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của Minh TQ Tools. Ok. Và trong một khoảng thời gian vừa rồi mình tạm gián đoạn vì rất là nhiều lý do chủ quan, khách quan, vân vân. Hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau, tiếp tục giao lưu, chia sẻ những cái sản phẩm đến từ đồ Nhật Bãi. Và như thường lệ chúng ta đến với cái chương mục số 1, những công cụ hand tool. Ok. Đầu tiên mình có một cái ổ khóa các bạn. Ổ khóa 6 khúc. Một cái ổ khóa 6 khúc là nguyên zin chưa vệ sinh ha. Nó còn dơ dơ nè. Cái này thì nó đã có qua sử dụng rồi. Đang bẩn bẩn. Hai chìa ha. Hai chìa đầy đủ. Ok. Ổ khóa 6 khúc. Rất là chắc chắn nha các bạn. Rất là chắc chắn ha. Cái thân của nó là được 13 ly nha các bạn. Nha, cái thân thép 13 ly. Thiết kế như những cái đầu khớp routine ha. Khớp routine 6 khúc nha các bạn. 6 khúc. Ok, hai chìa đi kèm. Và ổ khóa chuẩn Nhật. Chuẩn Nhật 100%. Nó có những cái đốm rỉ sét ở những cái đầu khớp nè. Chúng ta về chúng ta đánh vệ sinh đi, chúng ta sơn lại thôi, sơn chống rét lại thôi. Những cái vết chày không thể tránh khỏi trong quá trình nó sử dụng mà. Ok. Cái ổ khóa này giao lưu cho các bạn với giá là 400.000. Cái ổ khóa này giao lưu cho các bạn với giá là 400.000. Ổ khóa của Nhật ha. 400.000 cho cái ổ khóa 6 khúc này. Mang ra bằng ha. Cycle lock. Cycle lock. Tiếp tục chúng ta đến với một cái đế từ. Cái này chỉ bán cái đế từ thôi ha, không tính cái đèn nữa các bạn. Mà thậm chí các bạn có về chúng ta khắc phục cái đèn này thì nó mình nghĩ nó vẫn hoạt động được đấy ha. Nhưng mà ở đây mình chỉ giao lưu cho bạn cái đế từ thôi ha, một cái đế từ của Canestec made in Japan các bạn. Nó sử dụng hết được hai mặt ha, một cái mặt này và một mặt này, chúng ta dùng được hai mặt nè ha. Ok, cái đế từ này giao lưu cho bạn với giá là 350.000. 350.000 một cái đế từ của Nhật. Có cần gạt chủ động ha. Cần gạt chủ động. Cần là lóc qua là khóa thôi. Cái cân sách. Cân sách của Nhật tải trọng 7 kg các bạn. Cân được 7 kg ha. 7 kg nè. Một cái dạng cân sách. Cái cân này thường ở bên nước ngoài người ta dùng để cân cá đó các bạn. Họ dùng để cân cá đó. Thiết kế khá đẹp ha. Ở đây cái núm chỉnh để chúng ta điều chỉnh cái độ chuẩn của cái mực thước ha. Mực cân á. Khi mình để nằm thì nó có thể là so trong nó thu lề tự do ha. Nhưng mà quan trọng là lúc mà mình buông xuống nè. Cái vạch thước nó chia đúng ha. Đúng cái nấc chia. Trọng lượng của nó là 7 kg nha. Cân tối đa được 7 kg. Ok. Cái cân này giao lưu cho bạn với giá là 180.000. 180.000 cho cái cân sách của Nhật, trọng lượng là 7 kg ha. Những cái cân này nó ưu điểm của nó là nhỏ gọn, chúng ta dễ di chuyển, dễ xách đi. 180.000. Và với cái trọng lượng cân 7 kg nó cũng vừa phải ha, để mình hạo đồ, cân đồ khi mình đi chợ. Cân sách từ móc thử ha. Này, móc thử cái hộp này nó nặng bao nhiêu ký nè. Này nó được 2 kg các bạn. 2 kg.
180 ngàn cho cái cân sách của Nhật, trọng lượng cân được 7 kg ha. Tiếp tục chúng ta đến với một cái bộ lã miệng súng bắp hay là lã con, những cái lỗ nào đó nó tương tự ha, với thương hiệu của PTC. Đây là con cái tem bằng đồng nữa các bạn, PTC của Nhật ha. Đây, một cái bộ nó bao gồm đây tất cả các chi tiết ha. Đây là những cái tay, những cái tay và một số cái mới chưa sử dụng nữa các bạn, một số cái mới chưa sử dụng nữa còn nằm trong bao luôn nè. Thì những cái dụng cụ để lã ống này, đối với những cái bạn nào mà chuyên về làm máy do lỗ lã miệng xúc bắp á, thì không có gì xa lạ với cái bộ lã này ha, không có gì quá xa lạ với cái bộ lã này rồi. Cái size của nó từ này là như ta 22 ly, từ 22 ly cho tới cái lớn nhất của nó là 34 ly các bạn. 34 ly. Ok. 34 ly. Đây, những cái tay cái này nó cũng có đánh số, mã số PTC nè. 7 ly rưỡi nè, cái lưng cái này nó con ha. Để khi chúng ta gắn cái chén lã vào á là nó hít con, để chúng ta kẹp cái phần này vào cái máy do như kiểu khoan bàn á, tương tự như những cái khoan bàn của mình đó ha. Ok, còn cái này là chúng ta do tay nè, do tay thì chúng ta đút cái tay cong vô như thế này, chúng ta do tay, giòn tay. Ok, đầy đủ các chi tiết, khá mới ha, khá là mới. Nhắc lại nha, nhỏ nhất của nó từ 22 ly cho tới 34 ly các bạn. Từ 22 ly cho tới 34 ly. À, do lã miệng đó. Lã miệng. Cái bộ này giao lưu cho các bạn với giá là 800 ngàn. 800 ngàn nha. Của Nhật ha. PTC. Một cái 500 của Kanetsu. Kanetsu các bạn, cái này chúng ta điều chỉnh được ha. Off nè. Off là nó không có hít nữa ha. Bật qua on nè. À, nó hít đó, nó đang hít đó. À, khá là đẹp ha. Khá là đẹp. Cái cục hít này giao lưu cho bạn với giá là 600 ngàn ha. Nó có cái khóa chủ động, chúng ta lúc nào chúng ta muốn hít thì chúng ta gạt, xoay cái núm về vị trí on, không thích thì chúng ta bật qua off thế thôi. 600k cho cục 500 của Kanetsu. Off này, hít cầm tay ha, hand magnet Kanetsu. Ok, mày ra bằng. Ừ. 600 ngàn cho cái cục hít này. Một cái dụng cụ thông cống, một cái dụng cụ thông cống với độ dài dây nó được khoảng 5 mét các bạn. Dụng cụ thông cống ha. Này. Cái đầu này họ làm nó lắc léo được. Nó không như những cái dây mà chúng ta mua ở ngoài chợ hoặc là những cái cửa hàng tại Việt Nam mình, được Việt Nam sản xuất á, thì họ làm cái đầu này nó cứng hơn, nó đơ hơn và nó sẽ không kém linh hoạt bằng cái kiểu lắc léo này, cũng như là chất liệu dây cũng vậy ha, chất liệu cái dây này cũng vậy. Cái dây họ bệnh có sợi to sợi nhỏ nó chồng lên nhau. Cái đường kính cái dây này nó được 6 ly nha các bạn, dây 6 ly và độ dài của nó được 5 mét ha, độ dài của nó được 5 mét. Dụng cụ thông cống. Okay. Thì chúng ta kéo ra cái độ dài nó phù hợp rồi thì chúng ta lóc cái này lại và chúng ta xoay thôi, chúng ta chỉ xoay cái này thôi, xoay cái này. Thì cái xoay này, cái dây này sẽ xoắn vào cái đường ống và nó lấy ra những cái rác, những cái dị vật gì đó nó gây nghẹt cái đường ống ha.
À, mình cũng lâu lâu mình thỉnh thoảng mình cũng hay bị nghẹt cái đường ống xả nước của máy lạnh đó, thì mình cũng hay dùng cái này, lợi hại lắm nha các bạn. Nửa đêm nửa hôm là không thể kêu thợ nào tới mà cấp cứu với các bạn được đâu ha. Có cái món này chơi cũng lợi hại lắm đó nha, rất là hữu dụng. Sau khi xài xong chúng ta thông nó vào. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 250.000, dụng cụ thông cống chạy bằng cơm. Thông cống chạy bằng cơm nha. Một cái thước thủy mini các bạn, thước thủy mini. Cái này nó của Ebisu. Ebisu. Tình trạng còn khá đẹp ha. Hai cái mắt thủy nó còn khá là trong đẹp. À, có cái móc để chúng ta móc vào cái chìa khóa hay gì đó. Đây. Mấy xe băng ha. Mấy xe băng. Cái loại này thì nó không có 500 nha các bạn. À, cái mặt nó không có 500 nha. Ngắn, nhỏ gọn để chúng ta thao tác ở một số cái vị trí gì đó nó nhỏ thôi. À, chiều dài nó là một tấc nè. Chiều dài một tấc. Có hai phương. Phương đứng và phương ngang ha. Tình trạng còn khá là đẹp. Ok. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 100.000. Một cái thước thủy mini xinh xắn bỏ túi dễ thương ha. Xách đi đâu cũng gọn. 100k. Này chắc lấy ra từ những cái súng bắn đinh hay gì đó ha. Kính bảo hộ mới chưa sử dụng nha các bạn. Có cái tờ giấy hướng dẫn nó bằng tiếng Anh ở trong đây. Ha. Nhưng mà cái những cái dạng này thì mình nghĩ nó chắc là của hàng Đài Loan xuất thôi. Một cái kính bảo hộ mới chưa sử dụng nha. Mới chưa sử dụng. Ok. Một cái túi đựng và một cái bình dầu này thường để dùng cho châm cho những cái súng, những cái thiết bị sử dụng khí nén á ha. Một cái bình dầu. Ok. Cái kính bảo hộ này giao lưu cho bạn với giá là 100.000. 100.000. Kính bảo hộ. Có một cái túi đựng luôn ha. Mới chưa sử dụng. Một cái cây liếc dao ạ. Một cái cây liếc dao. Cây liếc dao của Nhật nha. Của Nhật. Tổng chiều dài của cán và mũi của nó là 35 rưỡi. 35 rưỡi. À, trên cái thân nó có chữ da băng rất là nhuyễn này. Okay. Thân tình trạng cũng còn khá đẹp ha. Và những cái sọc trên đây là những cái sọc như kiểu cái dũa mình đó bạn. Hình dung nó như kiểu cái dũa vậy ha. Thì nhiệm vụ của cây liếc này là dùng để chúng ta xử lý cái lưỡi sau khi chúng ta mài xong đó. Nếu mà chúng ta mài bằng tay thì có thể chúng ta sẽ không cảm quan được cái độ bén của cái lưỡi, khi nó bén quá thì nó sẽ nhíu về một cái bên nào đó nhất định. Thì chúng ta sẽ dùng cái liếc này để chúng ta dũa lại cái phần nhíu đó, nhíu lưỡi đó. À, khi chúng ta mài xong các bạn cảm giác như chúng ta rờ cái lưỡi đó, rờ cái lưỡi dao thì chúng ta cảm giác được cái độ bén của nó hơi nhám nhám tay. Nếu mà các bạn nào mà chúng ta mài thường xuyên và mài dạng chuyên nghiệp rồi thì chúng ta sẽ cảm nhận cái điều đó rất là rõ. Còn đối với một số bạn chúng ta không chuyên về cái việc mài dao thì tốt nhất chúng ta nên đưa ra thợ ha. Chứ càng mài nó càng cùn và nó cắt thì nó không hiệu quả. Thì cái việc liếc này cũng vậy, cái cây liếc này không phải ai cũng phải sử dụng được cái liếc này ha. Nếu mà sử dụng không quen là nó sẽ để lại cho các bạn một vài cái vết sẹo trên đây ha. Ok. À, và cái việc liếc cũng vậy, nếu mà chúng ta liếc không quen tay, không có sử dụng quen tay với cái liếc này thì chúng ta sẽ không có làm bén cái lưỡi hơn được, và chúng ta có thể làm cho nó bị cùn hơn, cùn cái lưỡi dao hơn. Tình trạng của cái liếc này là nguyên zin, chưa có vệ sinh. À, ok, cái liếc này giao lưu cho các bạn với giá là 200.000. Nhật. Cái này một số cây, nếu mà chúng ta gặp những cây liếc mà của Đức, của Thụy Sĩ, vân vân, những cái hãng tên tuổi nổi tiếng
Thì cái chất liệu của cái cây liếc này nó còn cao cấp hơn, nó còn xịn hơn, nó to hơn, nhìn nó hầm hố hoành tráng hơn nữa. Thì giá thành mà nếu mà chúng ta đi mua mới thì nó còn kinh khủng hơn nữa ha. Nếu mà thỉnh thoảng lâu lâu các bạn may mắn chúng ta gặp được cái hàng bãi thì giá nó rất là nhẹ nhàng, thật chắc giá nó rất là nhẹ nhàng. Một số các cái anh lái thương lái họ thường mua về họ để giao lưu bán, tức là có lời là người ta bán thôi, chứ thực chất người ta nhiều khi người ta cũng không có sử dụng, không có nhu cầu sử dụng đâu. Nhưng mà nếu mà mình đã là người sử dụng dao, xài dao và tự mài dao để mà mình sử dụng cho gia đình của mình á, thì nên có những cái cây liếc như thế này để chúng ta xử lý những cái bề mặt sau khi mà chúng ta mài xong, rất là hiệu quả. 200 ngàn cho cái cây liếc của Nhật này ha. Một cái cây búa cao su size lớn các bạn, cái búa này cao su này size lớn ha, và chất liệu cao su nó là cao su trắng ha, cao su màu trắng nha. Cái này nó dùng để cho cái anh mà chuyên lót gạch nè, lót gạch lót sàn đó. Đường kính của cái đầu búa nó tới 70 ly nha các bạn, 70 ly thuộc dạng size to đó ha, tình trạng còn khá khá đẹp. Và chiều dài từ đầu này tới đầu kia nó khoảng 106 ly, 106 ly, cán nó cũng còn ok ha. Cái búa này giao lưu cho bạn với giá là 250 ngàn nha, 250 ngàn một cây búa size to, 250 ngàn. Chất liệu cao su nó có cái độ đàn hồi nhiều ha, độ đàn hồi nhiều, dùng cho các bác chuyên lót gạch bông nè, lót sàn gỗ đồ ha, để ta gõ cố định. Đây, 250 ngàn cho cái búa cao su size lớn này. Một cái kềm cá của hãng Excellet, chiều dài của nó lên tới 20 cm các bạn ha. Excellet USA ha, tình trạng cũng còn khá đẹp nha, một vài cái vết bông si, bông si bên đây là cái này là cái vết nó dính keo thôi các bạn, nó dính keo nè, dính keo đen đen nè, mình đang cạy ra nè, đây nó dính băng keo thôi. Tình trạng hàm răng là cũng còn ok hết ha, răng cỏ là cũng còn khá ok, hai nấc tăng chỉnh. Thương hiệu này nó cũng khá là sâu ha, một vài cái cây chúng ta bắt gặp mà thế hệ đời đầu á, chất liệu nó thép đen, nó không có mạ rơm như thế này, cũng có cuối cùng thương hiệu này. Thì thường là đi kèm với những cái bộ tool theo xe của Mỹ, Excellet USA. Cái kèm này giao lưu cho các bạn với giá là 180 ngàn, một cái kèm cá của Mỹ ha, 180 ngàn. Thích hợp cho chúng ta sưu tầm và sử dụng. Khá là thanh và đẹp. Ốc đồ còn zin hết nha các bạn. Các ốc bắc, ốc siết đồ còn zin hết á. Một cái búa bi của hãng Asahi và tình trạng của nó là mới chưa sử dụng nha. Một cái búa bi của Asahi mới chưa sử dụng. Trọng lượng của nó là 446 gram, rất là vừa tay các bạn, rất là vừa tay để thao tác ha. Asahi. Asahi tool. Mới chưa sử dụng nha. Ok. Cái búa này giao lưu cho các bạn với giá là 180 ngàn. 180 ngàn ha. Một cái búa bi của Asahi. Đối với cái búa bi thì chúng ta thao tác rất là nhiều cái vị trí nha các bạn. Với cái đầu bi này chúng ta gò gõ những cái mặt cong rất là hiệu quả ha. Một cái búa thép đúc của Asahi 3 phần 4, xe 3 phần 4, trọng lượng 446 gram, rất là vừa cầm để thao tác, mới chưa sử dụng. Thùng tool của Ringstar với cái kích thước của nó là kích thước là 38, chiều ngang của nó là khoảng tầm 18 19 vậy đó bạn, chiều cao 14 cm, móc đầy đủ ha, Ringstar đây, mang ra bằng đây có chữ mang ra bằng, tình trạng là nguyên zin chưa có vệ sinh ha. Bên trong nó có cái ngăn phụ này, tình trạng nguyên zin chưa vệ sinh. Cái này về chúng ta chà xà bông sạch sẽ là xong,
Ok, cái thùng này Zalo cho bạn với giá là 200 ngàn. 200 ngàn. Cho cái thùng nhựa đựng tool của Ringstar. May ra bằng nhỏ gọn ha. Một cái tam giác phản quang cảnh báo nguy hiểm, dùng chúng ta bỏ kèm theo xe ô tô. Các bác nào có xe ô tô ha, chúng ta bỏ cái phản quang này theo để phòng trường hợp mà chúng ta thay lớp dự phòng hay là sửa chữa những cái gì đó có sự cố trên đường, thì chúng ta sẽ đặt cái tam giác phản quang này. Đây họ khuyến cáo là đặt cách xa cái xe mình tối thiểu là 30 m ha, 30 m. Nhưng mà ở Việt Nam mà đặt xa quá coi chừng quay qua quay lại không còn đó nha các bạn nha, 30 m thì khi mình chạy không kịp luôn nha, nó đi xe đi ngang cái nó có cánh nó bay luôn mà mình phi theo không kịp đâu. Pasta, cái này sản xuất tại Italy nha các bạn, này made in Italia, tình trạng là chưa có bị nứt vỡ chỗ nào hết nha các bạn, và việc thao tác nó cũng hết sức là đơn giản, chỉ việc bung ra bấm lại và bung ba cái chân của nó ra thôi. Đây nó có ba cái chân ha. Đó, chúng ta bưng ba cái chân ra chúng ta đặt thôi. Ok, made in Italia. Đây, cái chất liệu của cái mắt mèo này nó phản quang và bắt sáng khá tốt các bạn, bắt phản quang và bắt ánh sáng khá là tốt ha. Cái phần đề can dán trong đây cũng là cái phần đề can phản quang nha, nó bắt ánh sáng rất là tốt. Khi vào ban đêm mà có ánh sáng xe nó dội lại thì cái phản chiếu ánh sáng của nó rồi nó là cực nhạy và rất là sáng, giống như là chúng ta bật cái đèn led luôn á. Ok, made in Italia. Cái phản quang này Zalo cho các bạn với giá là 350 ngàn, 350 ngàn nha. Cái nắp đậy của nó bị mất rồi các bạn ha, nó chỉ còn coi như đây thôi, ở trong nó giống như súng ha. Made in Italia, một cái phản quang tam giác phản quang cảnh báo nguy hiểm của Ý, 350 ngàn. Một cái chìa mở đa năng, một cái chìa mở đá đa năng, một cái chìa mở đá đa năng của hãng Top các bạn. Ok, cái này Zalo cho bạn với giá là 150 ngàn ha, 150 ngàn. Chúng ta chỉ cần một cái chìa như thế này thôi là chúng ta có thể mở được tất cả các size máy mài đá thông dụng ha, hoặc những cái chốt, những cái vị trí nào mà nó có những hai cái chốt mở tương tự thích hợp thì chúng ta có thể thao tác để mở được. Top chìa mở đa năng. Một cái dũa, một cái dũa đến từ Thụy Sĩ, một cái dũa đến từ Thụy Sĩ, và cái độ dài của cái dũa này là 33 cm. Bề bản của nó là được 25, độ dày là 6,5 ha. Hai mặt được gia công các cái răng tương tự nhau ha, dũa bản vuông. Ok, ở đây nó có chữ Sweet Mac này các bạn, Sweet Mac. Thì đối với Thụy Sĩ họ không thể làm ra những cái sản phẩm với chất lượng trung bình được, thì các bạn cũng hình dung được ha, những cái sản phẩm mà về tool của PP Sweet hay là Sweet Mac, tất cả những sản phẩm mà các bạn thấy có để chữ Sweet Mac thì chất lượng của nó từ mức cao cấp trở lên thôi, chứ họ không làm ra những cái sản phẩm với cái chất lượng trung bình cũng như là bình dân cấp thấp được. Chính vì vậy là khi mà chúng ta sở hữu hay sử dụng được những cái sản phẩm như thế thì phải nói là nó mang lại cái công năng hiệu quả sử dụng rất là tuyệt vời. Cái dũa này Zalo cho bạn với giá là 250 ngàn, 250 ngàn nha. Nếu như mà các bạn nào mà chúng ta có cơ hội may mắn chúng ta sở hữu được những cái dũa của Mỹ, của châu Âu, của Đức, của Pháp,
của thụy sĩ vân vân, và chúng ta sử dụng vào cái công việc hàng ngày rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ không quay lại sử dụng những cái dũa Nhật được. Nếu trước đây mà chúng ta từ cái dũa Trung Quốc hay của Việt Nam chúng ta qua sử dụng cái dũa Nhật là chúng ta thấy nó đã sướng rồi ha. Và khi mà các bạn có cơ hội chúng ta sử dụng được những cái dũa của Mỹ, của Thụy Sĩ hay là của Đức vân vân, những cái đất nước mà tư bản mà sản xuất ra những cái dòng tôm cao cấp á, thì chắc chắn chúng ta không thể quay lại những cái dũa Nhật được rồi. Và nó là nó đem lại một cái sự nghiện ngập, nâng cao nâng cao dần. Một cái cần tự động của KTC, cái con này nó thuộc dòng phân khúc, cái đời nó cũng khá sâu sâu nha các bạn. Cái chất liệu mạ của nó cũng vậy ha, cho chúng ta cảm giác rất là chắc chắn, chắc chắn. Size cái đầu của nó là 12 ly 7, tức là 1/2 inch đó. KTC Kyoto Tool, logo bộ người Nhật Bản. Chất liệu của nó là hợp kim thấp ha, alloy steel, thép hợp kim thấp. Này, đầu 12 ly 7 rất là đẹp rồi ha, rất là đẹp. Và những cái bánh răng trong đây cũng được đánh giá rất là cao. Đối với những cái dòng cao cấp của KTC như KTC Nap Pro thì cái độ phân bổ cái răng này nó còn nhuyễn hơn nữa, nó nhiều hơn nữa, nhạt hơn nữa, và nó cho cái độ cứng chắc và nó là tuổi thọ cũng vậy, rất là bền, rất là chất lượng. Bảo trì của Yamaha, họ vẫn luôn tin tưởng sử dụng những sản phẩm của KTC cung cấp, từ tủ đồ nghề cho tới những cái tool, những cái công cụ mà dành cho thợ sửa chữa, bảo trì cho những cái dòng xe. Ok, cái cần tự động KTC này giao lưu cho các bạn với giá là 300.000, khá là đẹp nha các bạn, khá là đẹp. Tặng kèm một cái khẩu 12 luôn, tặng kèm một cái khẩu 12 luôn của KTC luôn nha các bạn, 300k. Thiết kế cái tay cầm của nó các bạn thấy không, nó có cái phần nó nhô ra để tạo cái sự chắc chắn khi chúng ta cầm, chúng ta thao tác nha. Hai chiều hoạt động tốt hết. Ốc chưa có dấu mở luôn nha, ốc chưa có bị dấu mở ngoác quyết gì hết, rất là êm ha. Ok, khá là đẹp, KTC luôn. Ok, một cây mỏ lớp răng của Rigid thân nhôm các bạn, và tình trạng nó cũng còn khá mới ha. Size 14 inch là cái tem warning warranty, cái tem warranty của hãng. Và thường thường là các bạn sẽ đọc trên đây là họ thấy họ điền là full warranty, lifetime, giống như kiểu là bảo hành trọn đời các bạn. Lifetime warranty. Tình trạng cái cây này còn rất là mới nha. Chất nhôm sơn bạc. Răng cỏ là như mới luôn. Size 14 inch. Nó cho phép cái độ mở hàm của nó được lên tới 2 inch các bạn. Độ mở tối đa hàm nó lên tới 2 inch. Đây. Răng cỏ như mới luôn. Quá đẹp. Một cái cây mỏ lết nhôm của Mỹ size 14 inch. Rất là mới, xứng đáng cho chúng ta sưu tầm và sử dụng. Độ dài nó tối đa khoảng chừng 40 cm. Rigid aluminum ha, là nhôm á, thân nhôm, thân hợp kim nhôm. Rất là đẹp. Cái cây này giao lưu cho bạn với giá là 400.000. 400.000 nha. Một cái cây mỏ lết nhôm của Mỹ. Tình trạng rất là đẹp. Tiếp tục chúng ta đến với một cái cây mỏ lết của Lobster Nhật.
và nó là một cái cây mỏ lết để chuyên mở ra cái con bù lông các bạn. Cái miệng này miệng miệng bằng ha, miệng không có răng. Thường thường những cái mỏ lết miệng răng thì chúng ta dùng để mở ống nè, mở những cái dạng mà trụ tròn ha. Còn đây là cái dạng thiết kế miệng để mở mở bù lông. Cái phạm vi hoạt động tối thiểu của nó, tức là nhỏ nhất của nó là 20 ly nha các bạn. Đây, nhỏ nhất của nó là 20 ly ha. Và cái con này là dạng offset, offset tức là miệng nghiêng á, miệng xéo á, à, miệng xéo. Nó cho phép mở tối đa lên được bao nhiêu. Chúng ta sẽ cái mã của nó là HS300 nữa các bạn. Lobster da băng ha. Sơn zin 100%. Đây, miệng mở tối đa của nó lên rất là to các bạn thấy không? Tối đa nó lên được khoảng 68 ly các bạn. Ha, mở tối đa nó lên được 68 ly. Lobster da băng. Rất là đẹp ha. Ok. Cái mỏ lết này giao lưu cho các bạn với giá là 280.000. 280.000. Và cái mẫu này cũng rất là ít bắt gặp nha các bạn. Ha, 280.000. Tối thiểu là 20 ly và tối đa là 68 ly. Đó là cái phạm vi hoạt động của cây mỏ lết Offset với thương hiệu Lobster máy da băng. Tình trạng còn rất là đẹp ha. Sơn zin 100%. Một cái dao dao cưa 2 trong 1 các bạn. Với thương hiệu là Jizuke máy da băng. Và đây nó cũng có chữ máy da băng nè. Ok. Và cái lưỡi này chúng ta có thể thay thế đơn giản nha. Mua bất kỳ siêu thị hay là nhà sách, dụng cụ học sinh nào đều có cái lưỡi này. Đây là cái giữa lưỡi da rọc giấy thông dụng. Xài tới đâu chúng ta bẻ tới đó ha. Nó lục tới đâu thì nó lục cái mũi thì chúng ta sẽ bẻ bỏ đi thôi. Và bên đây là cái lưỡi cưa các bạn. Lưỡi cưa. Lưỡi cưa máy da băng luôn. 2 trong 1 mà. JCK. Cái lưỡi cưa để khi chúng ta cắt những cái thùng giấy hay là mút xốp gì đó thì chúng ta dùng cái cưa này nó sẽ hiệu quả hơn là chúng ta dùng cái lưỡi dao ha. Ok, những cái đồ nó cứng cứng, những cái gỗ này như nó độ mỏng của cái lưỡi này nó mỏng như những cái lưỡi cưa để xẻ ván xẻ gỗ á, nó chỉ có 5 gem thôi các bạn. Độ dày của cái lưỡi cưa nó chỉ có 5 gem thôi. Ok. Cái dao 2 trong 1 này giao lưu cho các bạn với giá là 100k. $100 cho cái dao này nha các bạn. Một cái kềm mà nguội của Mary, một cái kềm nguội của Mary. Một cái kềm nguội của Mary nha các bạn. Chiều dài của cái kềm nguội này là 21 cm. Logo chuẩn bộ công nghiệp Nhật Bản này, Mary. Cái hàm mà cắt dây của nó còn khá đẹp ha. Kì khá đẹp. Hàm răng cỏ đồ còn khá ok ha. Là dạng kềm nguội nha các bạn. Kềm nguội, cán nó không có bọc nhựa cách điện để chúng ta sử dụng làm điện đâu. Là cái kềm nguội. Và tình trạng nó còn khá đẹp. Mình nhắc lại tình trạng nó còn khá đẹp. Cái kềm này giao lưu cho các bạn qua giá là 120 ngàn. 120 ngàn. Một cái lưỡi cuốc chim khá đẹp các bạn. Một cái lưỡi cuốc chim khá là đẹp ha. Tình trạng là nguyên zin, chưa vệ sinh. Và cái kiểu dáng của cái lưỡi cuốc chim này rất là giống với những cái cuốc chim mà cấp phát cho quân đội Mỹ ha. Cấp phát cho quân đội Mỹ. Đây à. Một cái màu sơn xanh, xanh rêu. Kiểu màu xanh quân đội ha. Tình trạng cái lưỡi này còn khá mới nha các bạn. Khá mới nha, lỗ oval luôn à. Okay. Thép đúc. Chiều dài của nó là được chiều dài của cái lưỡi cuốc chim này lên tới 32. Bề bản phần lưỡi to là 55 57 ly. 55 57 ly. Khá là đẹp ha. Ok. Cái lưỡi này giao lưu cho các bạn với giá là 250 ngàn. 250 ngàn ha. Một cái mỏ lết của
KTC cũng là chất liệu thép hợp kim thấp, alloy steel K100 nha các bạn, size 300 KTC, logo bộ công nghiệp Nhật Bản nè. Và cái miệng nó cũng còn khá là đẹp ha, miệng nó còn khá là đẹp, thiết kế miệng mỏng các bạn, miệng mỏng giúp chúng ta thao tác được những cái vị trí mà những cái molet thông thường sẽ không có đưa vào được, hoạt động hoàn toàn bình thường. Rất là đẹp. Độ mở tối đa của cái molet 300 này là được khoảng 35 ly. Khoảng 35 ly ha. Ok. Cái molet này giao lưu cho các bạn với giá là 280.000. 280.000 nha các bạn. 280.000 cho cái molet của KTC. Nước mạ chrome của nó còn phải nói là khá là đẹp. Size 300 này rất là vừa để chúng ta bỏ vào những cái thùng tua dụng cụ gia đình ha, tương tự như cái thùng lúc nãy mình tôi quy giới thiệu cho các bạn á. Này chúng ta rất là hữu duyên với những cái sản phẩm của KTC Tool ha. Một cái kèm cá của KTC, chất liệu thép đen. Nhìn nó rất là công nghiệp các bạn, nhìn nó rất là công nghiệp, rất là mạnh mẽ ha. Một cái kèm cá của KTC chất liệu thép đen, KTC Japan. KTC Japan. Nó thiết kế một cái miệng này để chúng ta kẹp bu lông được nha các bạn. Ha, nó có những cái rãnh này chúng ta kẹp bu lông được nè. Ha, kẹp vào cái rãnh của cái bu lông nè. Để mở cho nó to ra. Dù bu lông to chúng ta kẹp vào rãnh bu lông to nè các bạn thấy không? Giúp kẹp cứng những cái kẹn bu lông. Cắt được cái vị trí này là vị trí cắt nè. Dùng để cắt dây thép rồi ha. Cắt một cái kèm đa năng chất liệu thép đen, nhìn rất là mạnh mẽ ha, rất là mạnh mẽ. Okay. Đây. Chiều dài của nó khoảng 19,5 nha các bạn, 19,5 cm. Cái kèm này giao lưu cho bạn với giá là 150.000. 150.000 cho cái kèm cá của KTC. Những cái kèm cá mình rất là thích là sử dụng nó vì nó rất là cơ động ha, 150.000. Rất là cơ động, chúng ta kèm kẹp thao tác rất là nhiều cái công việc và nó đa năng, nó tăng chỉnh được hai nấc để cho phép chúng ta kẹp những cái phôi to, những cái món lớn rất là linh hoạt. Vì vậy họ thường bố trí những cái nhà sản xuất cung ứng, họ thường bố trí những cái kèm cá này đi vào những cái hộp tool tặng kèm theo xe máy cũng như xe ô tô vân vân, vì cảm giác nó rất là đa dụng, nó rất là đa dụng. 150.000 tông đơ đi các bạn. Quay về với tuổi thơ đi ha. Một cái tông đơ của Nhật rất là mới, rất là đẹp, thích hợp cho các bạn chúng ta sưu tầm và lâu lâu chúng ta đem ra sử dụng cũng được ha. Xinh xắn dễ thương ha, khá đẹp ha. Chữ khắc rất là nhuyễn. Lưỡi còn đẹp hết nha, không có bị mẻ cái gai nào hết nha các bạn, không có bị mẻ gai nào hết ha. Này, trademark, thương hiệu được bảo hộ. Nước mạ chrome của nó cũng rất là đẹp. Kiểu dáng nhỏ gọn, thích hợp với lại kiểu người châu Á mình ha, bàn tay của người châu Á mình rất là nhỏ gọn. Những ai mà thuộc thế hệ 8X, 7X thì không thể nào mà quên được cái cảm giác của những cây tông đơ chạy bằng cơm này ha. Hồi xưa mà đi hớt tóc mà thấy thợ cầm cái này ra là coi như là da gà, da ốc rồi nó nổi lên cục hết rồi. Quýu người lại hết rồi. Tại vì thường nhiều khi những cái bác thợ mà họ làm cái này hồi xưa ít khi nào mà giũa xỉa răng giống như kiểu tông đơ máy mình giờ cho nó bén lên đó. Nhiều khi mấy ổng đẩy và ổng giật giật cái đào điếng hồn, phải sợ. Rất là ám ảnh với những cái cây tông đơ như thế này ha. Là tuổi trẻ bây giờ những cái thế hệ sau này thì chắc chắn không biết đến cái tông đơ tay này đâu. Ha. Nhưng mà nó cũng là một cái ký ức đẹp đẽ, những ký ức vui vẻ để chúng ta lưu giữ làm kỷ niệm. 180.000 cho cái tông đơ này nha các bạn. 180.000 cho cái tông đơ tay này. Chuẩn Nhật và đẹp. Những ký ức vui vẻ. Bơm tay của Riken. Riken một cái thương hiệu rất mạnh về cái những cái dụng cụ thủy lực hay là nén khí rồi vân vân của Nhật ha.
Đi kèm với nó chúng ta có một cái van, van xả bằng đồng nha các bạn, van bằng đồng. Và cái tay bơm này áp của nó chỉ có 20 kg thôi nha các bạn, 20 kg trên 1 cm² thôi. À, tình trạng nó còn khá là mới và đẹp ha, khá là mới và đẹp. Cái đường kính của cái ống, cái thân của cái bơm này nó được 43 ly. Nhưng lại tình trạng rất là mới ha. Thì các bạn nào thấy chúng ta thấy nó phù hợp với cái công việc gì của mình, có thể dùng để chế cháo, để bơm. Cái này thì mình nghĩ là nó không phải bơm thủy lực chứ, giống như những cái bơm thông thường kia nha các bạn. Ha, bơm thủy lực kia là cái áp bơm của nó lên tới 700 kg lận, chứ không phải 20 kg như cái này đâu. Ha, nó dùng để bơm khí nén hay bơm cái gì đó, nó nén một cái gì đó. À, mình cũng chưa hiểu rõ, chưa có thời gian để ngâm cứu nó được. Nhưng mà đánh giá tổng quan là cái bơm này còn rất là đẹp, rất là mới. À, kể cả cái van khóa đồng này cũng của Riken luôn nha các bạn. À xin lỗi, cái van khóa đồng này của Kojo, của Nhật luôn ha. Rất là đẹp, Riken cổ điển. Ok, cái bơm này giao lưu cho các bạn với giá là 800 ngàn. Ok. Chiều dài của nó, chiều dài của cái ống bơm này cả cái từ đầu ha tới phần đuôi của nó là dài được 36 cm nha các bạn. 36 cm. Cái này mình test thử là mình bơm một hồi á, thì mình xả van thì cái gió nó vẫn xì ra, chứng tỏ nó vẫn còn kín nha các bạn, vẫn còn kín ha. Cái này về chúng ta cảm thấy nó phù hợp với cái việc gì của mình á, chế cháo, bơm áp. À, cho cái việc nào phù hợp thì chúng ta lựa chọn ha, đơn giản vậy thôi. Ok, tiếp tục chúng ta đến với một cái bộ bấm cốt thủy lực ha. Cái này là Mỹ Nhật hợp tác các bạn. Với cái tay bơm này thì của Black Horse của Mỹ, nhưng mà cái bộ đầu bấm cốt này nó của Izumi, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật chuyên về những cái dụng cụ thủy lực như thế này ha. Izumi, tình trạng còn rất là đẹp. Cái đầu bấm cốt này nó thuộc dạng size lớn nha các bạn, và áp của nó chịu từ 600 tới 700 kg. Tuy nhiên thì cái khẩu cốt của nó hiện tại mình chỉ có một cái đầu thôi, cái đầu này thôi. Nhưng mà chúng ta về chúng ta có thể làm những cái bộ khẩu này tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của mình, để mình bấm cốt dây, dây hơi hoặc là dây nước tùy. Hiện tại của nó là nó đang sử dụng cái cốt cạnh lục giác, một cái khẩu cốt cạnh lục giác. À, nhắc lại cái này là thuộc dạng size lớn nha các bạn, size lớn ha, khá là nặng nha, khá là nặng. Này, Izumi, Izumi, cái này nó đang sử dụng size mấy đây? Một cái góc nó để là 45 cho tới 75 độ, size 19, ha, lỗ này size 19. Thì chúng ta có thể thay thế những cái chén bấm này bằng tháo cái này ra thôi, thay rất là đơn giản các bạn thấy không? À, chúng ta có thể cắt dây, đặt những cái chỗ mà chuyên làm khuôn mẫu đó, tùy theo cái khẩu mà chúng ta cần ép á, thì chúng ta sẽ đặt cái phù hợp để chúng ta thay thế vào lắp ráp vào thôi. Nó rất là cơ động ha, rất là cơ động, lắp vào là chúng ta sử dụng được rồi ha, rất là cơ động. Và tình trạng là hoạt động hoàn toàn bình thường ha. Dây zin dài khoảng 2 mét này, dây zin dài khoảng 2 mét. Khá đẹp các bạn, cái bộ bấm cốt Izumi này rất là đẹp. Đấy.
xả nè, xả gió. Hoạt động hoàn toàn bình thường ha. Tổng trọng lượng của cái đầu bấm cót và cái bơm này là nó khoảng gần 25 kg rồi ha. Gần 25 kg ha. Rất là nặng nha. Cái đầu rất là nặng. Cái bộ này giao lưu cho bạn với giá là 2 triệu 500 ngàn nha. 2 triệu 500 ngàn. Rất là đẹp nha. Cái đầu Izumi này còn rất là đẹp. Tiếp tục chúng ta đến với một cái Eto có thể bẻ góc được 90 độ, đến từ thương hiệu Aeron của Nhật nha các bạn. Ok. Và trước mắt các bạn đây là một cái Eto cho phép chúng ta bẻ một cái góc từ 0 cho tới 90 độ. Từ 0 cho tới 90 độ. Cái Eto này đã được Mintaki vệ sinh và tra cái mỡ vào các cái vị trí trượt cũng như là những cái trục vít me, những vị trí quan trọng á ha. Tình trạng còn khá đẹp nha các bạn. Bên cái hàm mà cố định của nó, họ phay những cái rãnh để chúng ta kẹp những cái đồ tròn, trụ tròn để cho nó không có bị trượt ha. Giúp thao tác chính xác hơn. Và đối với những cái bác nào mà chuyên làm mà chúng ta dù khoan móc mắt bít tông hay là khoan những cái góc cần những góc 45 độ, góc nghiêng thì đây là cái lựa chọn và nó là tuyệt vời luôn. Tình trạng nó còn khá đẹp. Aeron. Đây, ta có thể bẻ góc lên. Ta nới hai con ốc này ra xíu ha. Để cho nó trượt dễ dàng mà. Đây, sau khi chúng ta bẻ cái vị trí cần thiết là chúng ta chỉ việc lóc này lại thôi. Lóc lại thôi. Cái phần đế phía dưới này chúng ta có thể kết nối với cái bàn như là bàn khoan hay là bàn phay bằng 4 cái lỗ bắt kết nối ha. Đây, chữ da băng nè, mặt trượt của nó nè. Tình trạng còn khá đẹp. Và nó là thuộc dạng một cái Eto như kiểu cái Eto phay chuyên dụng nhưng mà có thể thao tác bẻ góc được từ 0 cho tới 90 độ. Thì chúng ta muốn kẹp một góc nghiêng 45 độ, ở đây chúng ta bẻ tới vị trí 45 độ chúng ta dừng lại. Ok, đấy 45 độ, ta lóc cứng lại. Cái này chúng ta dùng cái chìa khóa 19 đó ha, ta lóc nó một cái là cứng ngắt. Ngoài ra cái phần rãnh trượt của cái hàm sóng này cũng vậy, thiết kế rất là dày dạn và chắc chắn. Nó không đơn giản như những cái Eto kẹp để khoan bàn ha. Nó thiết kế khá là chuyên nghiệp. Các cái khớp chuyển động cũng vậy, các khớp chuyển động rất là chắc chắn các bạn. Ok, đây là cái phần đáy của nó này, rất là đẹp, còn rất là đẹp các bạn ha. Sơn zin 100%. Ok. Cái Eto này giao lưu cho bạn với giá là 2 triệu 500 ngàn. 2 triệu 500 ngàn. Miệng của nó là miệng 1 tấc nha các bạn. Miệng này là miệng 1 tấc. 2 triệu 500 ngàn cho cái Eto này. Ok, 2 triệu 500 ngàn cho cái Eto bàn khoan phay bẻ góc được 45 độ thôi mà. 90 độ bẻ góc được từ 0 cho tới 90 độ. Okay. Tiếp tục chúng ta đến với một cái thỏi 500.
nhỏ nhưng mà rất là lợi hại các bạn ha. Nhỏ gọn thôi. Kích thước của nó đây, kích thước của nó là chiều dài nó khoảng 22 cm, tính tới cái đầu này luôn nha bạn, 22 cm ha. Chiều ngang của nó là được 10, được 9 cm thôi các bạn, 9 cm, và chiều cao của nó chỉ có 9,5 thôi. Rất là nhỏ gọn các bạn thấy không, rất là nhỏ gọn, nhưng mà tải trọng của nó được tới 400 kg các bạn, kinh khủng khiếp chưa. Đây là cái dạng 500 để chúng ta cẩu bẫy những cái đồ có kích thước lớn cồng kềnh mà chúng ta không thể nào mà khuyên giác hay là cột móc để chúng ta đưa vào cẩu xích xích đi được, thì chúng ta sẽ dùng cái viên 500 này. Và nó là cái viên 500 có cái cần gạt chủ động, thì chỗ nào chúng ta muốn cần hết thì chúng ta gạt cái cần này. Ok, rồi nó đã hoạt động, không thể nào lắc đi nổi, có lắc ngã cái bàn luôn nó cũng không rớt nổi ha. À, cứ thế là chúng ta chỉ việc móc cẩu vào cho ta cẩu cái bàn này lên, và khi chúng ta muốn mở ra một thao tác rất đơn giản ha. Ok, trọng lượng cái này thì nó cũng không quá nặng ha, không quá nặng, không quá cồng kềnh. Đây cái mặt của nó thiết kế như này, tương tự như những cái viên 500 của Kanetsu kia các bạn, nó có cái khóa bật gạt qua gạt lại thế thôi, rất là đơn giản ha, đơn giản và hiệu quả. Đây cái cần gạt on off của nó đây. Cái tay này mình không biết có phải là jean của nó không, nhưng mà lúc về thì nó đi kèm với nó, thì mình nghĩ ở đây chúng ta nên vặn thêm một cái con tán vào đây nữa để tránh trường hợp cái tay này nó rớt ra khỏi cái vị trí mà chúng ta gạt ha. Ok ha. Và lưu ý nha, khi mà chúng ta đặt lên cái bề mặt hít thì cái việc mà gạt qua đây nó mới hoàn tất được. Còn bình thường nếu mà chúng ta không đặt nó lên cái bề mặt là chúng ta gạt qua nó rất là khó và rất là nặng ha, nó không có gạt qua được nha. Lưu ý ha, khi các bạn để lên cái bề mặt hít thì chúng ta gạt qua nó mới nhẹ nhàng. Còn bình thường nếu mà chúng ta để không, hoặc là để lên cái bề mặt gì đó nó không phải là kim loại mà 500 có thể hít được á, thì cái việc gạt cái cần này qua nó không thể nào chúng ta gạt nó qua được nha. À, chức năng khóa nó không có gạt qua được. Đấy. À, nhưng mà để hỏng lên nè, để hỏng lên thì mình gạt nó không có qua được. À, tới vị trí này nó khóa lại, nó không gạt qua được. Rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả ha. Và trên đây họ cũng vẽ cho chúng ta một cái sơ đồ để cho chúng ta biết được cái mức nào là tối ưu nhất khi mà mình đặt cái 500 này ở những cái vị trí nào là đạt được cái hiệu suất hít tối đa nhất của nó, tiêu 100%, 70, 50, 25%. Đó, thì chúng ta sẽ đặt cái 500 cho nó thích hợp nha. Tránh trường hợp mà mình đặt không đúng vị trí là nó sẽ không có hiệu quả, cái lực hít của nó sẽ không đạt được 100%. Đó, đây là cái bản mà hướng dẫn mà nhà sản xuất. Ok, cái cục 500 này giao lưu cho các bạn với giá là 3 triệu. Nha. Xong, cứ thế là chúng ta chỉ cẩu lên thôi. Rất là hay, rất là hay và ho. Một cái mỏ lít xích của Super, một cái thương hiệu rất là mạnh trong những cái dòng mà tôn như thế này các bạn. Super Tone. À, một cái mỏ lít xích với chiều dài của nó, phần tay của nó là 50 ha. Phần dây xích của nó, chúng ta kéo dài ra nó dài được khoảng 67 các bạn. Xích còn khá đẹp ha, và trên mỗi mắt xích đều có cái logo, đều có logo của hãng hết ha. Khá đẹp. Bên cái phần móc đây chúng ta cũng có một cái lẫy giữ các bạn, một cái lò xo lẫy giữ để chống rớt cái xích ra ha, khi chúng ta thao tác á. Chúng ta gài xuống đây là nó sẽ khóa cái xích lại, nó chống rớt cái xích ra khi chúng ta thao tác. À, khi nào cần chúng ta giật mạnh cái là nó sẽ bung ra thôi. Tình trạng khá đẹp ha, tình trạng khá đẹp cho cái mỏ lết xích size 50 này. Phạm vi hoạt động của nó là từ 3/4 cho tới 6,
từ 3/4 cho tới 6 inch paper size nè, dùng để chúng ta kẹp những cái ống ha, ống có dạng hình trụ tròn rồi đó, mỏ lít xích. Ok, cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 600.000, 600.000 cho cái cây mỏ lít xích này nha các bạn. Một cái món phải nói là rất là vintage luôn ha, mỏ lít răng với thương hiệu Rigid, và đây là cái cây Rigid thuộc thế hệ đầu tiên được sản xuất vào khoảng thập niên 1930 ha, những cái dòng Rigid thuộc thế hệ đầu tiên như thế này. Các bạn để ý cái chữ, cái logo Rigid mà chữ D với chữ G nó lồng vào nhau như thế này ha, DG nó lồng vào nhau như thế này, là thuộc những cái dạng thế hệ đầu tiên của Rigid. Và cái cây mỏ lít Rigid này nó khá là cổ các bạn, khá là cổ điển, thích hợp cho chúng ta sưu tầm, trưng bày và sử dụng vẫn còn rất là ok nha các bạn. Những cái sản phẩm mà cổ điển như thế này ha, thuộc cái dòng cổ điển vintage như thế này, chất thép của nó phải nói là rất là lì, nhìn nó rất là lì đanh ha. Size 24 inch ha, của Mỹ là sản xuất ở Ohio Mỹ nè, 24 inch là khoảng 6 tấc các bạn, 24 inch là khoảng 6 tấc ha. Cái cây molet này giao lưu cho các bạn với giá là 500.000, chỉ có 500.000 chúng ta sở hữu được một cái cây molet cổ điển với thương hiệu đình đám nổi tiếng của Mỹ về những cái dạng tool mở ống ha. 500.000 một cái cây molet dài 6 tấc 24 inch chuẩn Mỹ và thuộc cái thế hệ đầu tiên của Rigid, sản xuất vào khoảng thập niên 1930, rồi có thể sâu hơn nữa, rất là cổ điển, khá là nặng ha, khá là nặng. Càng là con lăn là còn khá đẹp hết nha các bạn, càng con lăn là còn khá đẹp. Cái cụ này là cái da có đổ trổ đời mồi hết rồi ha, sần sùi hết rồi, nhưng mà chất thép phải nói là tuyệt vời luôn, qua bao nhiêu năm tháng. Khi mà chúng ta trưng một cái molet cổ như thế này trong cái khuôn, cái chỗ làm việc của mình, nó cho mình được cái cảm giác rất là hưng phấn ha. Một cái molet, sở hữu cầm một cái molet trong tay với tuổi đời khoảng gần ngót nghét gần 100 năm ha, kinh khủng khiếp. Đấy, chúng ta sẽ đến cái chuyên mục số 2, những cái sản phẩm về đồ điện. Vẫn làm cái dụng cụ bắn bu lông sử dụng điện 12, dùng cho ô tô. Thì hôm rồi có khá là nhiều khách hàng chưa chốt được cái sản phẩm lần trước của mình, thì hôm nay vẫn làm cái sản phẩm của Bon, thương hiệu đến từ Đài Loan các bạn, Bon. Và tình trạng cái cây này là mới chưa sử dụng nha các bạn, mới chưa sử dụng. Ok, cái cây này vẫn giao lưu cho các bạn với giá là 550.000, 550.000, không có gì thay đổi ha, 550.000. Nhắc lại nha, cái cây này là mới chưa sử dụng nha các bạn, và nhìn cái dây của nó chưa có tháo qua luôn, cái đầu nó còn những cái đốm xét xét rỉ nè, và cái tiếp của nó từ 17, 19 và 21 là những cái size thông dụng mà chúng ta sử dụng cho ô tô ha, 17, 19 và 21 với thương hiệu Bon luôn, Bon. Một cái cầu chì sơ cua. Ok, đảo chiều ở trên đây, nó có cái nút đảo chiều ở đây. Ok, mình sẽ cắm test thử cho các bạn nha. Bình của Nhật ha, điện dây 100V, cái mã của nó là RS6, RS6. Này nó xài điện 12V và 6V. Thì sẵn đây mình sẽ cắm test cho cái súng này và cũng test cho cái sạc bình này luôn ha. Cái súng bu lông Bon ha, thương hiệu đến từ Đài Loan. Đó, đạt đủ vòng tua là cái búa nó phóng ra, nó giật tạch tạch cái ha, đảo chiều.
tách một cái. Thì cái nhà sản xuất người ta cũng tính cho chúng ta cái lực nó vừa đủ để mở tắc kê bánh. Nếu mà cái bánh chúng ta siết đúng với lại cái thông số mà của hãng người ta đưa ra cho mình ha. Chứ không phải là mình đưa vô mình lấy mấy cái súng mà tắc kê mà xe tải mình bắn rầm 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 vô rồi mình kêu lấy này bắn ra nổi là chịu thua nha. Bánh của mình phải đạt đủ đảm bảo yêu cầu là thấy siết vừa đủ lực cho thôi. Tại vì thường những con ốc tắc kê bánh á, là cái đầu nó đầu con ha. Ốc tắc kê bánh vậy nè, là cái đầu nó đầu con, chúng ta siết vừa lực cái tay thôi. Mình cầm những cái tay tiếp siết mà theo xe ô tô nó dài, chúng ta siết vừa lực vào là cái đầu con này nó đã hết cứng rồi. Đó, mà các bạn mà cố chúng ta mà dùng cái lực kiểu mà xe tải mà chúng ta bắn vào nữa thì chịu chết thôi ha. Ok, ở đây có ba cái tiếp 17, 19 và 21. Đây là tắc kê ô tô nè. Đó, 21 nè, đưa vô nè. Ngay chốc nè ha. Ok. 550.000 cho cái bộ này. Mới tinh tần tưng luôn. Và cái này, cái sạc bình này 12 và 6V của Stanley. Cái mã là Red 6 ha, của Nhật nè. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 800.000. Tắc kê này thì 450.000, 30 con, 450.000. Chạy ra là 15.000 một con ha. Ok. Cái sạc của Stanley này á, nó được sử dụng điện dây 100V nha các bạn. 100V. Nguồn ra nó DC 12V nè. 6A. Dây đồ kẹp đồ còn đẹp hết ha. Cảm giác nó làm rất là chắc chắn các bạn, chắc chắn, nhỏ gọn xinh xắn dễ thương ha. Hai mức, hai cấp độ á, sạc nhanh sạc chậm, 6V 12V. Một cái máy mài hai đá của Showa rất là sâu tuổi nha các bạn. Con này nó năm khoảng năm 1970. Đét 1970. Dây nó có nhiều cái vết rạn vỏ ha, rạn vỏ nè, cái vỏ nó rạn rạn thôi. Rồi cái ruột nó cũng còn ok. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên thay cái dây mới của nó đi ha. Quá là sâu tuổi rồi, quá lâu năm rồi, mấy chục năm rồi. Thì tình trạng là các cử chặn nó còn đầy đủ các bạn, cử chặn còn đầy đủ. Size đá của nó là size đá là 100, cốt 12 ly 7, độ dày đá cũng là 12 ly 7, điện di 100V ha, một pha điện di 100V, công tắc là Showa luôn nè, bằng nhôm ha, rất là cổ điển ha. Cử chặn nó còn đầy đủ, cắt te nó còn đầy đủ, sơn di 100%. Đây dây đồng ha, đỏ chót, tình trạng nguyên zin, chưa dọn dẹp vệ sinh gì hết nha các bạn. Lưu ý là nguyên zin, chưa dọn dẹp vệ sinh gì hết. Ok. Cái máy này chúng ta có thể chuyển điện 220 được nha các bạn. Ha, các bạn nào muốn xài 100V hoặc 220 thì lúc đó chúng ta sẽ trao đổi thêm. Riêng tình trạng như hiện trạng như này, mình TV giao lưu cho các bạn với giá là 1.200.000. 1.200.000 cho cái tình trạng như thế này ha. Còn bạn nào muốn chuyển 220 thì chúng ta sẽ cộng phí thêm đâu đó khoảng tầm 200.000, xem cái đó 1.200.000. Thì tùy theo mỗi người thôi, có người ta thích sử dụng zin 100V, người ta để ta sưu tầm nguyên bản, ta không thích chuyển đổi. Mà thực chất mình chuyển đổi thì mình cũng chả can thiệp gì vào cái phần cơ của máy cả ha, mình chỉ can thiệp là đấu cái cho nó một cái mặt dích điện tử nhỏ nhỏ mini ha. Ok, cái này thì kiểm tra cái các cắm trước khi mình cắm điện nha các bạn.
Bởi vì mình thấy nó có cái dấu hiệu nó nứt nứt dây á, thì mình đã kiểm tra cho nó an toàn thôi. Lâu nó sâu tuổi quá, chúng ta nên cẩn thận chút xíu. Đấy các bạn thấy không, hai cái dây nó xúc ra trên nó chạm vào nhau rồi nè. Cái này mà không biết chúng ta cắm vào là nó nẹt á. Sẵn đây mình sẽ tháo này ra để mình test cho các bạn thôi. Còn về dây thì chắc chắn mình sẽ thay cho các bạn cái dây khác đảm bảo hơn. Vẫn là dây zin của Nhật ha. Dây zin của Nhật. Thì cái dây nó qua 5 tháng nó lão quá thì chúng ta, nếu mà nó không giữ được thì chúng ta cũng không nên cố giữ để làm gì. Đầu điện mà, nó phải có cái gì đó nó an toàn thì chúng ta sử dụng nó mới đảm bảo được ha. Ok, tạm thời mình đấu cái dây lại để mình test cho các bạn thôi ha. Ốp. Điện dây 100V nha các bạn. Ok, có cái gì đưa vô rà rà đó các bạn. Bên này đá thô, bên kia đá mịn ha. Đây đá mịn hơn nè. Đề ba rất là nhẹ ha, rất là lẹ luôn. Tụ tiết còn nguyên chỉnh. Ốc vít đều chưa có dấu mở hết nha các bạn. Tất cả các ốc vít ở trên máy là đều chưa có dấu mở hết. Cặt te là gan đúc luôn, chứ không phải là cặt te bằng ton như những cái dòng đời sau nữa. Những cái con đời đầu những cặt te này chắc liệu là gan đúc luôn. Showa, sản xuất ở Osaka, Nhật Bản. Đấy. Giờ mình sẽ thay cho các bạn cái dây nguồn zin khác ha. Một cái dây nguồn zin khác để đảm bảo an toàn chúng ta sử dụng thôi. Hôm vừa rồi thì cũng có khá là nhiều anh có nhu cầu về cái ổn áp, có nhờ mình tư quy liên hệ mua dùm cái ổn áp, mà cái này là vô tình mình đi mình gặp thôi chứ không phải là mình cố tình để mình mua. Thì mình vô tình mình gặp một cái ổn áp của Hanshin. Hanshin tình trạng nó còn khá đẹp các bạn, và cái con này thuộc đời cũ, dây đồng nha chứ không phải là dây nhôm đâu. Tất cả những cái biến áp mà chúng ta mua mới sau này là họ dùng dây nhôm thôi ha. Cái con này là nó vẫn sử dụng dây đồng ổn áp đây, rất là mới. Những cái tem của nhà sản xuất người ta còn dán đây nè, tem niêm phong đó. Nguồn dào 220, điện ra 110 và 220. Thì 110 này chúng ta sử dụng cho những cái thiết bị nhật điện 100V vẫn là ok ha. Phía trước đây nó cũng có những cái ổ cắm sẵn nè, 110, 220 nè, CB. Và những cái đồng hồ này thuộc cái thế hệ đời cũ, họ dùng những cái đồng hồ của Đài Loan, nhìn cảm giác nó rất là chắc chắn ha. Con này nó 5 kPa nha các bạn. Con này nó được 5 kPa. Nguồn điện nó từ 130 cho tới 250V. Điện vào, điện ra là 110, 220. Ok. Tình trạng là mình tiêu huy đã test thử nó hoạt động bình thường. Bây giờ mình ở đây mình kẹp thử nha. Ok.
kẹp thử đây. Điện vào 220. Điện đây là điện 220 nha các bạn. Ok, bật CV lên. Rồi, vô nó chưa lên, à nó lên rồi đó. Đây, nguồn vào là điện 220. Nguồn ra điện 110, 220. Để chúng ta test thử cái thiết bị ha. Ok, bây giờ mình sẽ, trước khi mình test thử cái ổ nó, mình giới thiệu cho các bạn một cái máy cắt tôn với thương hiệu là Sanwa, cắt tôn Sanwa và cắt dạng 3 lưỡi nha các bạn. Cắt dạng kéo 3 lưỡi. Độ dày tối đa hoạt động của nó là được 1 ly 6 ha. Sanwa cắt tối đa 1 ly 6 nha. À, ở đây chúng ta có một cái điều chỉnh cái độ mở của lưỡi ha. Chúng ta điều chỉnh nè. Ở đây cái độ mở nó khép cái lưỡi sát hơn. Đây độ mở xa hơn để chúng ta cắt những cái tôm mà nó có cái dạng hơi sống, gợn sống gì đó ha. Nhắc lại độ dày tối đa của nó là được 1 ly 6 và tình trạng cái cây này rất là mới. Các bạn nhìn cái bộ lưỡi, ba lưỡi của nó rất là mới. Ha, rất là mới ha. Và cái điện zin của nó là 100V. Mình sử dụng vô 110 vẫn ok nha các bạn. Ha. Cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 600.000. 600.000. 600.000 cho cái cây cắt tôn này của Sanwa, cắt tối đa được 1 ly 6. Đây, cắm vào test thử nha. Đây. Ổ 110 ha. Để một miếng tôn để mình cắt thử cho các bạn nha. Đây. Ở đây chúng ta có miếng tôn này nó dày khoảng 1 ly 2 ha, dày khoảng ly 2. Và khi cái chúng ta cắt cái này á, cái độ hao phôi của nó tương xứng với lại cái độ dày của cái lưỡi này nha các bạn. Tức là nó khoảng 5 ly đó, chúng ta sẽ mất một cái phôi khoảng 5 ly ở khúc giữa ha. Các bạn lưu ý khi chúng ta cắt, chúng ta điều chỉnh nó phù hợp. Đây. Nhấn cái nút vàng này thì chúng ta mới đẩy lên được nha các bạn. Đó là cái chốt an toàn ha. Nhấn cái nút vàng này chúng ta mới đẩy lên được. Rất là nhanh ha. Ưu điểm của cái cắt ba lưỡi này là tốc độ cắt rất là nhanh. Các bạn thấy cái phôi cắt rất là bén, rất là ngọt ha. Và cái độ hao phôi mình vừa nói với các bạn đó, nó khoảng 5 ly. Ha, nó bằng với lại cái độ dày của cái lưỡi này. Và cái phôi nó thoát ra nó sẽ cuộn qua lên trên này. Ha, chúng ta cắt ưu thế của những cái dao, những cái kéo cắt to dạng ba lưỡi này cắt rất là nhanh. Và linh hoạt, chúng ta muốn vẽ hình gì vẽ, muốn cắt hình dắt. Và cái phôi nó sẽ cuộn lên, nó thoát ở phía giữa này. À, chúng ta sẽ điều chỉnh được cái độ mở của lưỡi nữa. À, chúng ta muốn mở cao hay mở thấp thì tùy theo cái độ dày của cái tôn đó, hoặc là cái độ tôn nó có những cái sóng gợn gì đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Ok. Rồi. 600.000 cho cái máy cắt tôn của Sanwa này. Và giá cho cái ổng áp 5 kVA này là 1.200.000. 1.200.000. Nhắc lại ha, 5 kVA 1.200.000. Test với cái quạt sò. Quạt sò này mình đã chuyển điện 220 rồi nha các bạn. Quạt sò này mình đã chuyển điện 220 rồi. Chúng ta sẽ cắm vào cái điện 220. Cái ổ cắm này á là nó xài cái ổ cắm dạng đa năng, tức là vừa cắm tròn vừa cắm dẹp được ha. Tuy nhiên những cái phích cắm dẹp chuyên dụng của Nhật á thì nếu mà chúng ta cắm vào đây nó hơi bị lỏng, tại vì cái này nó không có cái chân kẹp mát. Nếu có ba chân kẹp mát chúng ta kẹp vào nó sẽ vững hơn, nó sẽ chắc hơn. Chính vì vậy mà mình TV phải cầm giữ để không thôi là nó sẽ tụ cái phích ra nó lỏng ha. Đây cắm lại nè.
Ok ha. Cái quạt sò này thì trong thời gian vừa qua mình làm mình test cho nó khá là nhiều, cảm giác rất là ok các bạn. Giống như là mình ngồi mình cắt, mình mài những cái bụi, những cái đe, những cái tô ngoài kia ra, thì mình để quạt sò này cho nó chạy suốt phía sau á, nó thổi cái bụi đi, nó giải nhiệt tốt. À, khi mà chúng ta làm hàn hay chúng ta mài cắt gì đấy, một cái trợ thủ cũng khá là đắc lực ha. Và cái quạt sò 220 này giao lưu cho các bạn với giá là 700 ngàn ha. Này nó của hãng Miyahara Burner, quạt sò để thổi đốt lò đó bạn. Này Miyahara Burner. Chúng ta ngoài điều chỉnh lấy gió ở chỗ này, chúng ta cũng có thể điều chỉnh cái họng này nữa nha. À, chúng ta điều chỉnh gió ở cái họng này luôn. Sơn zin màu xám khá là ok ha. Công tắc phía sau này luôn, công tắc on off phía sau này luôn. Tiếp tục chúng ta đến với một cái khoan đa năng của Hitachi các bạn. Cái khoan đa năng của Hitachi, hình thức về cái hộp của nó thì mình không hiểu là nó để như thế nào mà nó bị lão hóa, cái nhựa nó bị lão hóa các bạn, rạn 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 đây, và hai cái phần kẹp này nó cũng bị mất nữa ha, hai phần kẹp cũng bị mất nữa. Bên kia thì họ dùng một cái dây họ cột vào cái quay tay cầm đây nè. Đấy, đây là một cái khoan đa năng của Hitachi, thích hợp cho chúng ta dùng để sử dụng trong gia đình ha. Một cái khoan này đầu cặp của nó được khoảng 10 ly các bạn. Logo Hitachi nè. Nè, đầu cặp 10 ly ha, đầu cặp 10 ly. Và nó là một cái khoan đa năng, tức là đầy đủ các chức năng cần thiết. Từ khoan sắt, gỗ, khoan có búa dùng bê tông và đảo chiều để chúng ta sử dụng chức năng bắt vít. Ngoài ra thì nó còn có chức năng là chỉnh tốc, điều tốc ngay cò luôn ha, điều tốc ngay cò luôn. Để chúng ta muốn khoan nhanh chậm gì đó chúng ta sẽ điều chỉnh ngay cò. Điện zin 100V và công suất của nó lên được tới 420W nha các bạn. 420W. Đầu cặp tối đa được 10 ly ha. Có đảo chiều nè. Có chỉnh tốc nè. Ha, hai chức năng. Và nó là một cái khoan đa năng. Ra cái tay cầm phụ nè, tay cầm phụ chúng ta bắt ở đây. Rồi. Xí con chuột vuông lại. Ok. Và cái khoan này giao lưu cho các bạn với giá là 450 ngàn, chìa mở zin đi kèm ha. Nè. Chìa mở zin đi kèm. 450 ngàn cho cái khoan đa năng của Hitachi, thích hợp cho các bạn chúng ta sử dụng gia đình. Điện zin 100V, công suất 420W và giá là 450 ngàn. Dây nguồn zin theo máy luôn nha các bạn. Đây là mình đang chỉnh chức năng khoan sắt và khoan gỗ ha. Đã đảo qua chức năng bê tông rồi các bạn. Ok. Điều tốc luôn ha, có điều tốc luôn. Tốc độ của nó cho chúng ta điều chỉnh được từ 0 cho tới 2.800 vòng một phút ha, là tối đa từ 0 cho tới 2.800 vòng một phút nha các bạn. Công suất của nó 420W cũng là tương đối khá ha. Ok, 450 ngàn cho cái khoan này. Tiếp tục chúng ta đến với một cái đèn đổi đầu các bạn. Đèn để đổi đầu. Nè, đèn đổi đầu. Thì cái đèn này nó của hãng Natinan. Cái đèn của Natinan.
Nó sử dụng 4 cái viên pin đại nha các bạn. 4 cái viên pin đại thì 4 cái viên này mỗi viên nó 1,5V. Thì 4 viên này nó tương đương khoảng 6V ha. Thì ở đây mình dùng cái sạc bình mình chỉnh 6V để mình test cho các bạn thôi. Cái này về chúng ta thích thì chúng ta dùng 4 cái viên pin đại, hoặc các bạn nào mà bác nào chúng ta thích thì chúng ta có thể độ cho nó những cái viên pin sạc như kiểu là những cái pin của mấy cái máy thiết bị dùng pin của mình ha. Và bóng này chúng ta cũng có thể hoàn toàn thay bóng led thế hệ mới đều ok hết ha. Cái chủ yếu là mình chỉ test cho các bạn là nó hoạt động bình thường vậy thôi. Và cái này giao lưu cho các bạn với giá là 150.000. Dây nguồn nó cũng khá là to các bạn thấy không, dây nguồn khá là to. Và cái hộp này nó có một cái bát để chúng ta đeo vào lưng, đeo vào cái dây thắt lưng á, dùng để đội đầu. Dây nó còn khá là tốt rồi, dây có thể tăng chỉnh được cái độ co giãn ha, thun co giãn. Và cái đèn này chúng ta cũng thể điều chỉnh cái góc soi ha, góc soi. Ok, giờ mình sẽ test thử cho các bạn nha. 150.000 cho cái đèn đội đầu này nha các bạn. 150.000 cho cái đèn đội đầu này. Một cái đèn đội đầu của Natinan, anh em của Panasonic đó. Ok, 6V ha. Chúng ta bật cái công tắc phía trên này nữa nha các bạn. Ok, đây, khá là sáng ha. Bên quay cái điểm sáng nó gồm dưới đất kìa. Ok, khá là sáng ha. Nhớ là những cái đèn này xưa họ đi soi ớt ta dùng những cái đèn như này và cắm trực tiếp vào cái bình 12V, bình to đó. Ok, 150.000 cho cái đèn này. Cái hộp đựng pin của nó được làm cũng khá chắc chắn các bạn. Đây, trên nắp nó có chữ Natina đây nè. ₹150.000 cho cái đèn đội đầu của Natina. Tiếp tục chúng ta đến với một cái dụng cụ hút thổi của Tokai Menjaban, viết tắt là TKC. TKC. Nhưng mà cái này nó được gia công bởi Makita nha các bạn. Trên cái tem nhôm này và cái tem này nó vẫn là logo của Makita nè. Ok, Tokai. Ở đây có cái tem của Makita đây nè. Ok, công suất của nó là 310W và điện di 100V nha các bạn. Điện di 100V, khá là cổ điển ha. Với phần này bằng nhựa và phần nửa đây là bằng nhôm. Cái phần bên cái cánh quạt hút ở đây là bằng nhôm. Ở đây là chiều hút và đây là chiều thổi nha các bạn. Hút và chiều thổi. Ok, cái quạt hút thổi này giao lưu cho bạn với giá là 400.000. 400.000 nha. Khá là đẹp ha. Một cái tem nhôm cổ điển Menjaban, 400.000. Một cái quạt hút thổi của Tokai, công suất là 310W và điện di là 100V. Khá là mạnh nha các bạn. Máy chạy khá là êm. Tình trạng là nguyên zin, chưa có vệ sinh, chưa có qua sửa chữa gì hết ha. Thì chúng ta muốn hút thì chúng ta chuyển cái đầu hút này qua bên này. Chuyển cái đầu hút qua bên này. Và cứ thế là chúng ta cắm cái dây để chúng ta hút bụi, hay dùng để hút bụi, hút những cái mạt gỗ hay kia đó, để chúng ta làm trong những cái xưởng gỗ hay những cái nơi mà nó có những cái mạt bụi mà chúng ta cần hút vệ sinh đi, thì chúng ta có thể dùng vệ sinh trên ô tô vẫn được ha. Nên chúng ta chuyển cái đầu hút qua đây, chúng ta cắm cái ống, mua cái ống dạng như ống ruột gà đó. Chiều dài thì tùy theo cái kích thước cái nơi mà chúng ta đổ cái thùng chứa bụi
hay là cái túi chứa bụi nào đó, thì chúng ta cắm, chúng ta đưa vào đó, chúng ta hút, vệ sinh hút bụi trên ô tô, trong góc, trong kẹt gì đó, rất là tiện lợi ha, nhỏ gọn. Ok. $400 cho cái quạt hút thổi của Tokai này. Một cái 500 điện rất là xinh xắn, dễ thương và tình trạng là mới, gần như mới luôn các bạn. Gần như mới nha, và nhắc lại nó gần như mới luôn. Và nhìn cái bọn giác cắm của nó ha, rất là mới. Và với thương hiệu Kanetsu, một cái thương hiệu phải nói là chuyên về những cái dụng cụ mua về từ đế từ 500 liên quan gì đây. Kanestec. Dạ bằng tem nhôm đây nó còn gang ti chưa lột nè. Tem nhôm ở đây cũng còn gang ti chưa lột ha. Một cái tem nhôm rất là dày. Đây là hai cái điểm mà nó hít từ, tạo ra cực âm dương để nó hít đó. Nguồn điện nó là 100V và 0.7A thôi. 0.7A. Rất là mới ha. Nhôm sơn bạc nha các bạn. Đây là thân nhôm sơn bạc. Nè, dây nguồn zin. Điện zin 100V. Cái này để xem cái dây nó có cái đét không nhỉ. Dây nguồn zin nha, dây nguồn zin theo máy luôn ha. Ok. Đây, cái cục này giao lưu cho bạn với giá là 600.000. Một cái cục 500 điện ha, một cái cục 500 điện 600.000 của Kanestec. Điện zin 100V nha. Đây là cái nút bấm mà chúng ta này mình test thử mấy cái cục sắt này nha các bạn. Nha, lực hít cũng khá mạnh đó ha. Hoạt động hoàn hảo nha các bạn. Điện zin 100V. Rất là nhỏ gọn dễ thương ha, giống như cái bàn ủi mini vậy đó. Ok. 600k cho cái cục 500 từ của Kanestec này. Tình trạng của nó là gần như mới luôn. Cũng còn khá là nhiều cái sản phẩm hay ho, nhưng mà chúng ta xin phép chuyển sang cái chuyên đề số 3 để dành thời gian cho những cái dụng cụ sử dụng khí nén. Okay. Tiếp tục với chuyên đề số 3, những sản phẩm đến từ sử dụng khí nén. Hôm nay chúng ta có nhiều cái món mini nhỏ nhỏ các bạn. Đầu tiên là mình có một cây súng bu lông góc hẹp của hãng IR của Mỹ ha. Cái này nó sử dụng đầu 3/8 nha các bạn. Đầu 3/8. Đảo chiều trên đây ha, đảo chiều. Đảo chiều trái phải. Vỏ nhựa. Thân này nó thép. Thép mạ. Mạ ken chứ không phải mạ chrome đâu. Nó màu lì lì, nó màu mờ nhưng mà nó nhìn nó rất là chắc khỏe. Đầu 3/8, nhỏ gọn ha. Nó là một cây bu lông góc hẹp và mở kiểu dạng trợ lực các bạn, nhưng mà nó cũng khá mạnh đó nha, khá mạnh. Đầu 3/8 cũng còn tương đối đẹp nha các bạn, khá mạnh trong phân khúc đó nha. Đảo chiều ha. Cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 500.000, một cái cây bu lông góc hẹp của IR Mỹ, thương hiệu khá nổi tiếng ha. Đầu 3/8 tức là 9-6 các bạn ha. Một cái size cũng rất là thông dụng với những cái đầu khẩu, đầu tiếp mà chúng ta
sử dụng trên thị trường ha. Và một cái điểm thú vị với cái con này nữa là cái đầu này chúng ta có thể xoay chỉnh một cái góc nào đó mà chúng ta tùy thích ha. Chúng ta muốn xoay cái góc nào chúng ta xoay ha. Đầu nó làm cái đầu sống các bạn. Chúng ta muốn bẻ góc nào chúng ta bẻ, để thuận tiện cho cái cò mình thao tác thôi chứ không gì hết trơn á ha. Bẻ lên, bẻ xuống, bẻ qua, bẻ ngang gì cũng được. Ok. Đảo chiều. Hoạt động hoàn hảo ha. Oil daily, đó là mỗi ngày khi chúng ta sử dụng chúng ta phải cho cái dầu vào trực tiếp ở đây nha các bạn. Đây họ có ghi dữ nè. Oil daily nè ha. Là khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ cho cái dầu trực tiếp vào đây để nó nuôi cái buồng hơi của nó đó. Đây. 500.000 cho cây mở gốc của IR. Một cái cây súng bù lông của Fuji. Tình trạng khá đẹp nha các bạn. Cái thân sau là nhôm và được bắn cát để tạo lên cái độ sáng tự nhiên của nhôm ha. Thân nhôm, nắp là nắp sắt và con này nó dùng hai búa nha. Hai búa. Ok. Chỉnh áp 4 số. Chỉnh áp 4 số là đây cái cò đảo chiều nó đây. Chỉnh áp 4 số. Và nó là dạng 1/2 xác nhỏ nha các bạn, 1/2 xác nhỏ nha. Các bạn nhìn cái xác đó nè, nhỏ gọn thôi. Nhưng mà lực cũng khá mạnh đó nha, chứ không phải dạng vừa đâu. Đầu cốt còn rất là đẹp nè, đầu 1/2 tức là 12 ly 7. Đầu 12 ly 7. Thông dụng cho chúng ta sử dụng những cái đầu khẩu trên thị trường. Và cái cây này giao lưu cho bạn với giá là 1 triệu. 1 triệu ha. Kiểu dáng cổ điển nhưng mà còn rất là mới, khá đẹp. Rất là êm các bạn. Nhờ được cái bô giảm thanh ở đây nè ha. Rất là êm. Êm nhưng mà lực đó nha. Lực giật rất là tốt nha các bạn. Khá là mạnh nha. Tình trạng cây này là còn nguyên zin, chưa có qua sửa chữa gì hết nha các bạn. Phía trên nó có một cái lỗ để chúng ta treo ha. Treo tuôn. Lực giật khá tốt. Đối với những cái súng bu lông thì khuyến cáo nhà sản xuất là chúng ta nên sử dụng cái dây tối thiểu là cũng phải 8 ly lỗ trong. Và cái áp đo tại cái đầu đó nha, chứ không phải áp mà mình tính theo trong bình mình đâu. Đáp đo tại đầu dây là cũng phải từ 8 kg trở lên là tối thiểu ha. Đấy, các bạn nhiều khi về chúng ta sử dụng cái dây nó không có đạt và cái áp của mình nó cũng không có đạt thì cái công suất của cái máy nó cũng sẽ bị giảm theo ha. Chính vì vậy mà các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi chúng ta lựa chọn những sản phẩm đồ hơi. Một cái đoạn dây hơi nó dài khoảng tầm 6 mét nha các bạn. Khoảng tầm 6 mét ha. Dây này nó chịu áp cũng khá là cao. Và cái lỗi trong của nó là 8 ly rưỡi. Đây. Áp chịu lên tới 35-36 kg các bạn. May ra bằng ha. Dây lỗi trong là 8 ly rưỡi. Dây 8 ly rưỡi khá là dẻo ha. Và nó được bấm đầu code nối nhanh để chúng ta sử dụng ha. Nhắc lại nha, độ dài của dây này nó khoảng tầm 6 mét thôi. Ở đây nó có cái van khóa hơi luôn, để khi chúng ta tháo cái thiết bị ra nó không có nổ dây nổ hơi một cái bóp ha. Ok. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta mở van hoặc là khóa van vậy thôi. 6 mét và có đầu nối nhanh. Cái này bán cho các bạn với giá là 600.000. 600.000. Các cái đầu nối này là của Nhật hết nha các bạn. Nè, máy da băng nè. Ok. Này là đầu nối nhanh chứ không phải là đầu tự động nha. Các bạn lưu ý nha, đầu nối nhanh thôi. Tiếp tục chúng ta đến với một cây mài gốc mini của Fuji. Fuji ha. Nhìn cái da cát đặc trưng này là nó của Fuji các bạn. Fuji da băng nè.
mini ha, một cái con mài nhám, mài gốc. Cái con này nó có cái gói trao lệch tâm luôn nha các bạn. À, nó vừa xoay vừa rung ha. Cái này về chúng ta dán cái miếng dán gai vô đây là chúng ta sử dụng được cho những cái bông, ví dụ chúng ta bấm mài nhám hay đánh bóng gì đó, đánh nhám vân vân, ở những cái vị trí góc hẹp chuyên dùng để cho đánh bóng. Cái con này nó có gói, cái gói mười là tâm trong đây, ở trong đây nó có cái gói, gói trao và nó có cái bạc đạn phía trong nữa ha. À, rất là lợi hại nha. Cò bóp tình trạng khá mới nha các bạn, con này tình trạng khá mới ha. Ok, rất là đẹp. Cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 450.000, 450.000 ha. Ok, cái bồ thoát nó thổi ra ở vị trí này các bạn, rất là lợi hại. Cái phần chào nó quay, nói chung là nó là tâm mà, nó dạng nó quay là tâm mà, vừa quay mà dạng vừa rung nữa đó ha. Khá là mạnh các bạn. Tình trạng nguyên zin, chưa có qua sửa chữa gì hết ha. Hoạt động hoàn hảo. 450.000 cho cái cây Fuji này. Tiếp tục chúng ta đến với một cái cây bu lông gốc thẳng của Uri. Uri. Con này nó dùng hai búa đứng và đầu của nó đầu 3/8 nha các bạn. Đầu 3/8, mã nó là UW6SS HK may ra bằng ha. Tình trạng con này cũng là nguyên zin, chưa có qua sửa chữa gì hết nha. Ốc cũng chưa có dấu mở nè. Đảo chiều ở đây ha, đảo chiều ở đây. Khá mạnh nha các bạn. Khá mạnh nha. Đầu 3/8 đó là 9/6 á. Tem bọng nữa, còn đầy đủ nè. Đảo chiều. Một cái con bắn thẳng của Uri. Khá là đẹp. Ok. Cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 600.000. 600.000 nha. Khá là mạnh nha các bạn. Hai búa đứng nha. Lưu ý con này nó hai búa đứng á. Ở những cái vị trí mà chúng ta thao tác dùng những cái bu lông bắn gốc thẳng này thì nó cũng có nhiều cái điểm hay và thuận lợi hơn là những cái một số cái vị trí chúng ta không dùng được cái dạng bắn truyền thống kiểu gốc ngang như thế này, thì chúng ta phải dùng những cây thao tác bắn gốc thẳng như thế này để chúng ta mở ha. Ok, đầu 9/6, 3/8, khá đẹp. Tiếp tục một cái cây khoan gốc cũng đến từ thương hiệu Uri may ra băng nè. Khoan gốc, đầu kẹp con này nó được 8 ly nha các bạn, đầu kẹp tối đa được 8 ly và một cái lợi thế chiều dài ha, khá là dài qua hai tầng nhông, mà con này nó chạy tua nhanh chứ không phải chạy tua chậm nha các bạn, tua nó là dạng tua nhanh. Và tất nhiên là những cái cây khoan này sẽ có chìa mở zin đi kèm cho các bạn sử dụng ha. Ok, một cái con khoan gốc của Uri. Con này nó chỉ chạy một chiều thôi nha các bạn, con này chỉ chạy một chiều thôi. Ngoài cái việc khoan gốc ra, chúng ta cũng có thể dùng nó để kẹp những cái mũi mài móc để chúng ta mài nó nhiều cái máy mài gốc ngang vậy thôi ha. Mài móc, mài khuôn, những cái viên cà lem nè, mình kẹp vô cái đầu 8 ly này vẫn kẹp được. Chúng ta đưa vô mài móc những cái vị trí gốc kẹt, gốc đồ ha. Rất là nhiều cái ứng dụng với nó. Cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 650.000. 650.000 ha. Khá là nhanh ha, tua khá là lẹ. Cổ nó cũng thiết kế nhỏ gọn để chúng ta đưa vào những cái vị trí góc hẹp được. Có những cái vị trí góc mà chúng ta không dùng những cái khoan thẳng, chúng ta đưa vào khoan được. Bắt buộc những phải dùng những cây khoan gốc như thế này. Và cái ưu điểm của cây khoan gốc này nó rất là ngắn gọn ha.
từ cái đỉnh lưng cho tới đỉnh mũi kẹp của nó là chỉ có 9 ly 6, 9 ly 7 thôi các bạn. 96, 97 ly thôi. 96, 97 ly thôi. $650.000 cho cái cây khoan gốc đến từ thương hiệu Uri. May ra bằng ha. Tiếp tục một cái cây mài khuôn của Fuji. Một cây mài khuôn của Fuji. Tua 30.000 vòng 1 phút nha các bạn. Và dạng cò bóp. Đầu kẹp collet 6 ly nha. Collet 6 ly là chúng ta mài những cây cà lem như thế này nè. À, ở đây có hai cái chìa 12, 12, 14 chúng ta chịu, chúng ta mở cái đầu này ra. Chúng ta nhét những cái mũi cà lem này vô rồi chúng ta mài khuôn. À, mũi móc, mũi mài mũi móc ha, để mài khuôn. Đánh cước cũng được, những cái chổi cước và cái chân 6 ly chúng ta vẫn cầm đây để chúng ta đánh cước được. À, con này nó chạy cái tua lẹ nha, sát nhỏ mà, tua 30.000 vòng. Càng nhỏ thì tua nó sẽ càng lẹ. Ok. Cái cây này giao lưu cho bạn với giá là 450.000. 450.000 nha các bạn. $450.000 cho cái cây mài khuôn đến từ thương hiệu Fuji, 30.000 vòng 1 phút. Chạy rất là nhanh các bạn. Cái tiếng bồ nó qué ra là thấy nó chạy khủng khiếp ha. Những cái cây mài mà chạy liên tục như thế này mà bình hơi nhỏ nhỏ thì cũng hơi vất vả với nó nha các bạn. Ha, lưu ý chúng ta khi chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm này này. Ha. Một cái Vitule bầu lớn. Cái bầu này nó khoảng tầm 1 lít, thể tích nó khoảng 1 lít nha các bạn. Ha. Tình trạng còn khá đẹp. Thương hiệu Meiji. Đó là cổ điển ha, Meiji. Meiji là Minh Trị đó ha. Meiji là Minh Trị. Meiji băng. Một cái lỗi duy nhất của cây này là nó bị gãy cái phần móc để treo á, gãy cái phần móc này nó có cái phần móc méo lên. Để chúng ta treo. Mà không có cái móc là chúng ta vẫn treo được. Tốt. Ok. Bầu này rất là dày nha các bạn. Bầu rất là dày nặng. Chất liệu cái bầu này nó giống như là bằng thao si á. Khá là dày nặng nha, chứ không phải như bầu nhôm như những cái thông thường chúng ta hay bắt gặp đâu. Đó. Ok. Rất là dày ha. Một cái vài cái điểm mớp đây, cấn mớp. Khá là dày nặng. Như kiểu inox quá ha. Nhìn nó như kiểu inox quá. Không hết 500 nè các bạn. Inox không hết 500. Nhưng nếu mà sắt là nó phải hết 500 rồi. Nhưng mà có những cái điểm trầy nó lồi thao ra các bạn. Có thể là bằng thao si. Nè, nó điểm trầy nó lồi thao ra nè. 500 thì không hết ha. À, chính xác nó bằng thao các bạn. Nguyên cái lon này bằng thao luôn. Phía trong là chúng ta nhìn phía trong sẽ thấy rõ nhất. Nè. Cái gốc của nó phía trong là nó bằng thao ha. Nguyên cái lon này bằng thao nha. Cái nắp phía trên là bằng nhôm nha các bạn. Nắp bằng nhôm. Con này là dùng để chúng ta sơn những cái đầu lớn như là sơn cửa, sơn những cái mặt phẳng lớn. Ở đây là ốc chỉnh kim. Đây ốc chỉnh gió, chỉnh cái độ xòe đó. Chỉnh cái độ xòe. Ok, tí nữa mình sẽ châm nước và mình test thử cho các bạn trước khi mình sẽ báo giá. Cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 1.200.000. 1.200.000 nha. Một cái cây Vitule chuẩn Nhật. Bầu lớn ha, bầu dưới, bầu thể tích khoảng 1 lít. Tình trạng là khá đẹp. Đây, ở đây mình sẽ test nó. Thường thì khi chúng ta dùng cái Vitule chúng ta không cần một cái dây hơi lớn các bạn.
Bạn chỉ cần dùng cái dây khoảng 6 ly như thế này là tối ưu rồi. Chúng ta cần cái dây nó nhỏ gọn, gọn nhẹ, thì thường cái áp với tơ lê nó khoảng tầm 5 kg là chúng ta dư sức sử dụng rồi ha. 4 tới 5 kg là chúng ta dư sử dụng rồi. Thì chúng ta dùng những cái dây áp nó nhỏ thôi, dây nhỏ khoảng 6 ly như thế này là ok. Chúng ta cần cái sự linh hoạt để chúng ta xoay chuyển cái cổ tay khi mình sơn với tơ lê mà. Không cần phải dây to, không cần phải áp lớn đâu. Chính vì vậy các bác mà hay đi sơn công trình đó, họ dùng những cái máy khoảng chừng 1 ngựa đến 2 ngựa, nhỏ gọn bình hơi khoảng 30 lít là vẫn có thể sử dụng sơn tốt rồi. Okay. Rồi. Đó, cái độ phun của nó rất là đã ha. Độ phun của nó phải tuyệt vời luôn các bạn thấy không? Chỉnh cái độ xe nè. Chúng ta chỉnh cái độ xòe đó nè. Ok. Rồi. Các bạn thấy cái độ xòe của nó rất là lớn ha. Để chúng ta chỉnh kim nè. Tình trạng cái kim của nó cũng còn rất khá đẹp ha các bạn. Kim cũng còn khá đẹp ha. Okay. Okay. 1.200.000 cho cái súng sơn à, gọi là Victoule đó ha. Hay mình gọi nó là súng sơn Egan máy in sao băng, mã là MCZ, với thương hiệu đến từ Meiji Nhật. Tình trạng nguyên zin, chưa có dọn dẹp vệ sinh hết. Nguyên zin chưa có dọn dẹp vệ sinh. Độ xòe, độ phun của cái cây này nó khá là lớn ha. Chúng ta chuyên để sơn những cái mặt phẳng to. Này, Meiji. Máy da băng luôn. Ok. Với một cái bầu bằng thau ha, khá là nặng, đầm, chất lượng. Từ trước giờ mình TQ lần đầu tiên bắt gặp một cái bầu Victoule mà nó bằng thau như thế này các bạn. Lần đầu tiên bắt gặp. Thông thường thì nó chúng ta sẽ gặp nó bằng nhôm, bằng inox, bằng antimon, thỉnh thoảng cũng có bằng antimon, gặp bằng antimon. Nhưng mà bằng thau, nguyên một cái bầu bằng thau như thế này là lần đầu tiên mình bắt gặp. Rất là thú vị ha. Những cái món tool nó có nhiều cái món, có thể nói là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nó làm cho chúng ta luôn luôn phải học hỏi, luôn luôn phải tìm tòi, học hỏi và liên tục. Một cái đục của Fuji rất là mới nha các bạn. Cái đục này phải nói là rất là mới. Fuji máy in Japan luôn ha. Tình trạng nó là khá là mới. Đây, tem warning này. Và cái cây đục này nó sử dụng cái mũi đục có chân cạnh lục giác nha các bạn. Nó có chân cạnh lục giác bên trong ha. Ok. Quay sách, thuộc dạng quay sách. Nhưng mà cái cây này nó còn rất là mới. Thân nó không có sơn ha. Và các bạn nhìn cái tem warning nó dán trực tiếp lên cái phần thân, là thân nó không có sơn, thân thép ha, đen thui. Tình trạng là cũng nguyên zin, chưa có qua sửa chữa gì hết, rất là mới. Cái cây đục này giao lưu cho các bạn với giá là 1.200.000.
1.200.000 cho cái cây đục của Fuji. Rất là mới. Ok, đây là cái cò nó đây nha các bạn. Rất là bạo lực các bạn. Dính luôn cả rồi miếng gỗ luôn ha. Chứ giờ sao? Quá bạo lực. Có thể dùng cái đục này để chúng ta sử dụng những cái mũi đục dẹp, chúng ta mài bén đi để chúng ta chặt, cắt và lối những cái vị trí mà ốc nó rỉ sét ở các gầm xe ô tô, những cái vị trí mà chúng ta đỡ phải dùng mất sức khi chúng ta dùng thao tác với hai tay, thì chúng ta dùng một tay đối với những cái dạng đục như thế này. Nhỏ gọn nhưng mà khá là mạnh ha, bởi vì tình trạng nó còn rất là đẹp các bạn. Ok, và đây là cũng sản phẩm sau cùng của video clip giao lưu hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình TV Tool. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.